Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Totan Qua Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của Cộng hòa Liên bang Đức để thống nhất châu Âu. Nói chung cái nhiệm vụ thống nhất châu Âu từ phía Đông là mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ giải quyết nốt các nước phương Tây: Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Rồi, ở tập trước thì mình đã đánh những trận đánh phải nói là khá là vất vả với thằng Pháp để có thể giữ được cái vùng thành phố Bayern Munich này, Stuttgart, thành phố Stuttgart ở đây. Và thực sự đó cũng là một trận đánh khá mệt mỏi đấy, nhưng mà mình vẫn đã có thể phòng thủ được ở khu vực này, phòng thủ thành công. Kế hoạch của mình là sẽ đánh chiếm vào tiếp các cái thành phố này. Ai ôi, nó có đội cận vệ, Washington này, toàn những đội cận vệ căng nhỉ. Đối phương thì rất mạnh nhưng mà có lẽ lượt này mình cũng không có nhiều việc để làm nữa, chắc là mình sẽ ấn qua lượt đấy. Đầu tiên mình sẽ phòng thủ đây, và đối với các hạm đội của Pháp của Đức ở phía Nam thì cũng đã bắt đầu tiến quân rồi. Và mình sẽ tìm quân địch ở đâu để mình sẽ tiêu diệt. Nó có một cái hạm đội đây à? Hạm đội của Pháp ở đây. Giết! Chúng ta sẽ phong tỏa tất cả khu vực biển này. Kiểm soát hết đường biển ở khu phía Nam. Các cái hạm đội này đang sửa chữa. Còn các quân đoàn của chúng ta đang tiến dần ra và sẽ có một cụ vụ đổ bộ lên đảo Sicily. Giống như trong đại chiến thế giới lần thứ hai, nhưng ngược lại đây là phe trục. Chắc qua lượt đã, lượt này hết việc để làm rồi. Kinh tế của mình bây giờ vẫn đang âm à? Vẫn âm hơn 500. Rồi, các quân đoàn của mình vẫn đang tiếp tục tiến quân sang phía Tây. Các thương cảng mình vẫn đang tiếp tục kiểm soát và vẫn đang cho nhả tiền cho mình theo mỗi lượt. Ủa, mấy thằng này nó đi đâu ấy nhỉ? Pháo à? Pháo. Mấy thằng này chắc là mấy thằng pháo. Quân Anh. Mơn lên hòa bình với Cộng hòa Tây Ban Nha. Thật đáng tiếc, không có nền hòa bình nào cả. Các đơn vị súng trường bám tỉa, as well as putting the men to good use. Tất cả ra đây hết cho. Điểm đến cuối cùng sẽ là đấy hết. Alternatively, rồi toàn các đơn vị đặc biệt. Áp kíp của chúng ta lớn à? Rồi ok. Mình có thể tấn công thẳng vào Ý cũng được, nhưng mà mình nghĩ chưa cần thiết, mình để cho quân đoàn phương Nam giải quyết vụ này. Ở đây à? Thêm 2 chiếc thuyền buôn nữa. Tốt rồi. Hạm đội này sửa chữa xong rồi. Sẽ luân phiên, hai hạm đội này của mình sẽ luân phiên đi giải quyết khu vực phía Nam này. Sẽ liên tục là các trận đánh với lực lượng hải quân của Pháp. Đây rồi. Mày truy đuổi nó cho anh. Không để cho nó chạy thoát. Còn hải quân Tây Ban Nha nữa. Rút về đây và không dám chui ra. Hả? Tây Ban Nha đổ bộ lên bán đảo à? Lên xứ Catalan, và mình có thể mình sẽ cho xứ Catalan được tách khỏi Tây Ban Nha để thành lập cộng hòa Catalan. Đấy là một trong những cái chúng ta sẽ giải phóng châu Âu. Nhưng mà bây giờ thì sao nào? Ồ, bọn Pháp nó đóng ở đây đông thế. Làm sao mà đánh được cái thành này? Cả mấy cái thành này nữa chứ. Tình hình là rất là gay. Chúng ta còn quân đoàn nào trên này không? Có vẻ như không. Hết rồi.
Quân dự bị của chúng ta cũng hết rồi. Chúng ta chỉ có vài đơn vị dự bị thôi đúng không? Rút dần quân dự bị rồi đây để có thể triển khai dần cho nhanh. Rồi, cho tiếp ra vào các cái cảng của chúng ta. Các cái điểm giao thương này sẽ là nguồn thu nhập chính của chúng ta sau này. Bởi vì bây giờ chúng ta không còn tiền nữa rồi. Tiền từ các công trình xây dựng thì bây giờ gần như full rồi. Chúng ta cũng không phát triển thêm được nữa. Bây giờ mà chúng ta phát triển quân mạnh như thế này thì chúng ta phải kiếm tiền từ giao thương. Người Anh thì không biết họ ở đâu. Chúng ta cướp bóc và kiếm được khá khá tiền đấy. Hạm đội của anh bị khóa ở đây rồi. Mình cần phải chặn các cái tuyến buôn, đường buôn của quân. Hạm đội quá mạnh. Có cần thiết vài hạm đội nhỏ không nhỉ? Chắc không cần. Qua lượt phát đã. Rồi các quân đoàn của mình ở các quân đoàn đóng ở Nga bắt đầu rút quân về rồi. Rút quân sang ba vùng Hy Lạp và để bắt đầu có cuộc đổ bộ sang bán đảo Ý. Sau khi mà đổ bộ xong bán đảo Ý, à một cuộc phục kích. Mày dám mò sang đất anh à? Ăn thôi. Trận này chắc mình sẽ không cần quân huyết tuyện. August von. Jean Baptiste de Gretz. Chúng ta sẽ xử đẹp với bọn Pháp này. Nhưng có vẻ như hai quân đoàn đóng ở đây vẫn chưa phải là nhiều. Người Pháp quân của nó rất đông. Mình chẳng hiểu được. Mình chơi bất kể chiến dịch nào mình thấy là nếu như là quân Pháp thì trời mưa rồi. Quân Pháp tập trung ở đây à? Nó tập trung ở đây thì chúng ta sẽ cho bộ binh của chúng ta tiến lên đấy. Ở đây. Tập trung ở đây. Khoảng cách gần nhất là khoảng cách này. Leichte Infanterie zu Befehl, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Gruppenbefehle. Position halten. Ja, Sir. Hướng này. Có thể mình sẽ chia quân thành hai hướng và cụ thể là hai hướng như thế này. Và hướng này nữa. Con đường nho nhỏ ở đây. Tấn công quân Pháp từ hai hướng. Mình lại có lợi thế đang đánh phục kích nữa chứ. Tiếc là nó không có đánh đêm thôi, nhưng mà nó vẫn là đánh phục kích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho phá phản lực của chúng ta đứng ở đâu nhỉ? Quá phản lực thì không nhất thiết phải đến quá gần. Quá phản lực đứng ở đây đi.
Chỗ này là cái chỗ mà nó cũng không vướng nhiều thứ lắm. Tướng của chúng ta sẽ đứng ở đây. Tuy nhiên cả kỵ binh nữa. Phá phản lực. Chỗ này nếu mà phục kích này thì bắn pháo thẳng hay hơn này. Tiến lên. Áp sát quân Pháp cho anh. Mấy thằng phá phản lực sao chưa bắn? Đứng đây, đứng đây, đứng đây. Rồi, đẹp đấy, đẹp đấy, đẹp, 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 đẹp. Bắn luôn. Nhất là khi chúng ta đang có lợi thì bắn không được. Tấn công ở chỗ này cho anh. Tiến quân lên, quân Pháp nó đang bị hoảng loạn rồi. À chết rồi, nó đang bối rối thôi. Người Pháp không dễ hoảng loạn đâu. Tôi đấu súng với quân chính trưởng bắn tỉa Pháp à? Chính trưởng Pháp à? Cũng bắt đời hợi. Quái nào mà hai thằng này bắn kém thế? Sâu lên. Đó là đội súng trường. Không phải xoắn. Cử. Rồi, quá chê vu. Đợi cái bên ngoài, đứng ra đi, chuẩn bị nhá. Đó rồi, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Nó đang mất tinh thần, tiến nhanh. Nhưng trận này nó cũng được chỉ huy bởi các vị tướng khá khá đấy. Bây giờ không đùa được. Vòng sang sau lưng à? Tiến lên. Thanh niên này lập đội nghiệp dẫn cho anh. Đề phòng tướng của nó. Cửa nó tướng của Pháp phát đấy. Rồi, phá phản lực rất tuyệt vời. Tiến vào. Quay chặt quân Pháp lại. Nó đang mất tinh thần rồi.
Cavalry ở đó. Cavalry không phải sợ. Tiến lên anh em. Chúng ta đã cho kỵ binh áp sát rồi. We have killed their general, sir. Now they must pray. Trời ơi. Đội hình hợp rỗng, sẵn sàng. Ai cả ơi, nó xông vào cận chiến rồi. Biến lên nào anh em. Áp sát quân phụ. Áp sát quân pháp cho anh. Đúng rồi. Kỵ binh nhỏ rồi, chạy vòng tới đây. Lùi lại. Tiến lên, áp sát hai cánh quân hợp nhất hai cánh quân vào. Bắn tan đầu chúng nó ra cho anh. Quá phản lực rồi. Chúng lão vào đây này. Ăn được, ta vẫn bắn được súng rồi. Master Infantry, người Pháp đang bỏ chạy rồi. Cố lên anh em. Rồi chạy hết rồi. Leicester Infantry tiến lên. Và áp sát nó. Đội súng trường của mình. Sao em tiêu ra đây? Chơi luôn. Không cho chúng nó bỏ chạy. Quay lại. Ai già. Hai đơn vị này của mình đánh lì phết nhỉ. Diệt tiếp bọn này. Ôi, phá phần rất tuyệt vời đấy. Tha hồ. Cả nát con Pháp ở đây đi. Ôi chà. One of our units has used all its ammunition, sir. Chạy rồi. Người Pháp ơi. Úi trời ơi. Bắn. Ô kìa. Ô pháo nó này. Xông vào. One of our units has used all its ammunition, sir. Ôi, mẹ nó đội pháo nó làm cho mình chạy hết rồi.
Mỹ. Đến từ mình đã bỏ chạy rồi. Wow. Glorious victories, huh? It's soon to be yours. Mình phải cho đến lúc. Ôi, lén lựu đạn à? Mày thích lén lựu đạn à? Lại cái lén lựu đạn à? Giống ba cái thằng Pháp này. Rồi. Xong rồi. Sao chưa kết thúc nhỉ? Rồi, heroic victory. Những trận phục kích như này rất là có lợi. Chúng ta sẽ giải quyết rất nhanh vấn đề. Người Pháp đang gặp vấn đề. Nhưng mà có điều là chỗ này nó đóng nhiều quân quá. Bây giờ... Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Cả này thêm một thuyền, hai cái thuyền buôn nữa. Cho vào đây. Upkeep của mình bây giờ ổn rồi đấy, 800 rồi, lên dần rồi. À, lại mò lại đây à? Mày chạy lên quận à? Chạy lên quận. À, thuyền 122 là thuyền cỡ lớn đấy. Làm nào bắt được cái thuyền đấy nhỉ? Nó có một cái chiến hạm cỡ lớn này. Quân Pháp ở chỗ nào? Ở đằng kia kìa. Nó có một cái chiến hạm rất lớn. Đây, chói hạm của nó là một cái thuyền rất to. Bắt được không nhỉ? Khó lắm, làm nào bắt được bây giờ. Nó đang di chuyển theo hướng nào nhỉ? Nó bẻ lái à? Thuyền của chúng ta anh em nhận xét rất đúng, đây là thuyền động cơ hơi nước rồi. Khác với các cái thuyền thông thường của chúng nó. Chúng ta sử dụng thuyền động cơ hơi nước. Còn đây là các đơn vị thuyền buồm thông thường. Chân một chút đây nào. À, anh em hỏi tại sao mình lại mua những cái thuyền nhỏ nhỏ này. À, nó là thuyền pháo. Nó tầm bắn của nó rất là xa. Tuy nhiên là nó chỉ vài phát đạn là nó có thể chìm luôn. Nên là chúng ta cần phải có lực lượng bảo vệ. Nó nhỏ nhưng nó có võ. Có điều là nó lại không có khả năng bảo vệ, tự bảo vệ nó. Thích quá nhỉ. Thuyền này của Pháp mạnh vãi. Chuyển rất oai oăm.
Đây, những chiếc thuyền rất nhỏ. Nhỏ nhưng lại có võ. Hay sao? Chỉ vì đơn giản là nó có một cái khẩu pháo đặt ở đầu. Chẳng nhìn cái khẩu pháo nó đâu. Đội thuyền của Pháp. Đội thuyền của Pháp đang di chuyển rất khó hiểu. Lại quay theo hướng này. Đi đầu là chiếc thuyền 38 à. À không phải. Nó lại bắt đầu di chuyển sang hướng này. Chưa biết mấy cái thằng Pháp này nó làm trò gì. Nó làm trò gì thì hải quân mình phải tiến lên đấy. Sẵn sàng. À, áp sát nhau rồi. Tốt rồi. Ta bắt đầu rồi. Chà, mày dám mò vào đây. Liều quá đấy. Nó kìa. Nó còn tách ra thành hai hướng nữa cơ. Và cái đám này này. Nó chỉa ra thành mấy hướng này. Khỉ nhờ. Á chà. Bật cháy thuyền mình rồi. Gớm nhờ. Ờ, xoáy hạm nó mày à. Mạnh đấy. Một chiếc thuyền của Pháp lổ rồi. Trứng đạn của mình lổ luôn. Bóng vào đây. Chặt đứng bước tiến của chúng nó. Quân của anh đã lên kế hoạch rồi. Sao đây? Sao cầm nó kéo cờ đỏ này rồi? Nó cháy liên tục này. Vãi thật. Lại được chiếc này. Ồ, bắn nhau xoáy hạ Pháp kinh quá nhỉ. À, mình thử chọn giải pháp chéo lên nhau xem. Chuyện này cháy mất nhở. Ôi kìa, không sửa được à? Sửa như thế là không thua. Ai chà, rất nhiều thuyền rồi. Ai đặt trận này căng ấy. Rồi chèo lên thuyền nó đánh. Đánh nhau. Nhanh nhanh nhanh.
soon to be yours. Ôi ôi, nó bắn thuyền mình cháy hết cả lượt này cơ. Vãi nhờ, thằng xoáy hạ một phát về hướng đấy. Đây rồi. Ai da, ai da. Ai da, đu dây nhảy sang. Úi dồi ôi, đu dây nhảy sang. Ai da. Their admiral has fallen, sir. À, now we shall see their true colors. Có bắt được cái thuyền này không nhỉ? À, quân của mình nhảy sang thuyền của nó mà. Ok, bọn này nhảy biển hết à? Hạm đội của mình bị thương nặng thế. Được rồi. Hy vọng là bắt được cái thuyền này. Ôi nó đừng cháy. Cháy mẹ mất rồi. Xoáy hạm nó cháy mất rồi, nhanh 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 chạy ra không để ăn. Nhanh không để cháy nốt cả hai cái thuyền này của mình. What the hell? Ý quá nhỉ, không bắt được nó. One of our ships is withdrawing from the fight. Bị thật. Muốn bắt sống nó chứ còn nếu tiêu diệt nó thì mình đã tiêu diệt đơn giản rồi. Đã có thể bắt sống được rồi mà nó cứ dùng nó nổ. Tiếp tục. Đây là một trong những trận chiến như nói là lượng thuyền chiến bị nổ nhiều nhất trong lịch sử. Thiệt hại cực kỳ nặng nề luôn. Nhưng chúng ta đã lại bỏ được hạm đội của Pháp rồi. Ủa. Mình muốn bắt sống cái thuyền ấy của nó quá. Thật sao nó cháy nhỉ? Nhưng cái thuyền đấy nó bắn cháy mất mấy thuyền của mình. Xoáy hạm của Pháp. Thì 122 này. Bắn nổ luôn thuyền. Pháo của mình bây giờ bắn toàn nổ. Ui dồi. Chết rồi. Trận hải quân này hai bên thiệt hại nặng quá. Mình còn chưa gặp đến đô đốc Nelson và anh ấy. Gặp đô đốc Nelson của anh nữa thì còn mệt nữa. Rồi. Rồi. Ta lên được cái gì đấy? Config Admiral. À, lên sao. Cộng một Phaeton kia đánh nhau là lên sao cho tướng luôn. Tướng học được 2 skill liền lên rồi. Tuyệt vời. Đánh phải những trận đó ác liệt thế thì mới lên sao được chứ. 6 chiếc thuyền à. Về đây sửa.
Chắc phải bổ sung thêm mấy cái thuyền. Ê, đây rồi. Ta lại có thuyền luôn. Đủ lượng thuyền dự trữ rồi. Hạm đội này tiếp tục tiến lên. Hạm đội kia về sửa chữa. Hạm đội này lại tiếp tục. Phải thế. Các đô đốc của chúng ta chẳng có sao gì cả. Bây giờ mới lên được sao. Ồ, trận đánh căng kịch. Bây giờ chúng ta vừa mới giải quyết một trận phục kích với quân Pháp ở đây và quận đúng không? Bây giờ là cứ tiếp tục phục kích đi. Tướng nào? Tướng này hồi đầy quân rồi này. Tướng này vẫn thương nặng. Tướng này là ngon. Ăn nó luôn. Ăn đây. Cho phép bỏ chạy à? Cho nó bỏ chạy. Cướp được nhiều tiền thế. Cho quân Anh. Và thằng Pháp cứ bị bay ra khỏi vùng này luôn. Cho quân Anh kiểm soát tỉnh này phát là thằng Pháp bị bay ra khỏi tỉnh này luôn. Chắc chắn luôn. Ủa, cướp vẫn được nhiều tiền lắm. Đây là một trong những tướng có thể nói là kinh nghiệm chiến trường cao nhất của mình luôn. Stamhots. Linke Seite, Marsch. Yes, sir. Tugend und Tapferkeit sind unbesiegbar. 2007. Cái vùng này giao cho thằng ai chả chưa biết giao cho thằng nào. Con này đi. Con này nó cũng không ưa thằng Pháp lắm đâu. Rồi, tuyệt vời. Lực lượng của chúng ta đã kiểm soát được. Bây giờ chúng ta tập trung vào nước Thụy Sĩ. Ôi chết rồi, ở đây có cả Napoleon. Trận này hơi khó. Trận này khó nhỉ. Có Napoleon thì hơi khó ăn đấy. The Fina. Có Napoleon ở đây thì hơi khó ăn rồi. Không sao, bây giờ cánh quân ở Ý sẽ tiến lên đã. Đây rồi. Các quân đoàn này đang tiến dần sang đây rồi. Hạm đội này thì kéo về, từ sau là có thể làm quân chở bọn ấy sang được. Ở đâu? Đúng không? Đây, hạm đội này. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Cho thằng Bavaria nó kiểm soát vùng này thì nghe có vẻ. Thụy Sĩ. Vấn đề này làm sao để khôi phục lại được Thụy Sĩ đây? Khi mà thằng Pháp nó đóng quân đông như thế này. Mình kiểm soát được biển Bắc, kiểm soát được Địa Trung Hải. Bây giờ chỉ còn Bắc Đại Tây Dương là chúng ta lại thêm một trận nữa. Nhưng trận này chúng ta hơi khó ăn. Napoleon đến cổng. Weitere Befehle?
chưa ăn được. Lực lượng chúng ta dưới này mỏng quá. Rút tiếp các quân đoàn kia xuống đây. Một nền hòa bình với... Tây Ban Nha xin hòa bình. Ủa. Hay quá, đây rồi. Khu vực này còn hạm đội nào nữa này? Hạm đội của Pháp ở đây, à, ở đây, hạm đội của Pháp ở đây, có một hạm đội nữa này, chắc một cái thuyền to đấy, thế số tiền nó được nhiều lắm. Cảng của Anh đang bị phong tỏa rồi. Thanh niên này không chiến tranh với ai. Ok. Armee, halt! Wir ergeben Stadina. Weitere Befehle? Das ist tiếp tục phục kích quân Pháp ở đây. Nó sang là nó SML luôn. Tức là quân của mình chưa hồi được hoàn toàn. Nó cũng không có gì, có mỗi một khẩu pháo nhỉ? Napoleon à? Ám sát là Napoleon như nhỉ? Chơi thế thì không lịch sự lắm. Ồ, nó có kỵ binh đời cuối này. À, cái đội quân này chạy đâu rồi? Bị mấy thằng kia nó chắn đường à? Đội súng chưa bắn tỉa mình ấy. Đây rồi. Ồ, tất cả đều đã ở đây hết rồi. Đổ bộ lên đất Ý này và đánh nhau một trận. Về đây đã bị thương nặng này còn đi đánh nhau gì. Hạm đội này thì khỏe này. Trời đất. Mình vẫn do thám rồi hết đất của thằng Pháp. Sir, eure Befehle. Vorwärts für Krone und Vaterland. Sir, vorwärts. Napoleon mà. Napoleon mà, ngon thì vào đây. Dù chưa bao giờ mà hải quân Đức có thể kiểm soát được cả Địa Trung Hải lẫn cả biển Bắc, biển Anh à. Hiện tại thì chúng ta đã kiểm soát được phía đông Địa Trung Hải rồi, còn phía tây của Địa Trung Hải thì... À... Không đấy. Warten auf weitere Befehle. Cho nó đi lượt lượt. Manöver abgeschlossen. Đánh auto thì được nhưng mà... Mình chưa thích. Warten auf weitere Befehle. Gì? 2-1 à? À. Rückwärts. Con Pháp nó gớm nhỉ? Halt. Rồi, cho nó cái thành đấy luôn, mình xuống mình chiếm luôn Thụy Sĩ á.
Cái thanh này nó bị quay tròn, nó có đánh được ai nữa đâu. Kẹt tất cả lực lượng của nó đấy. There are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now would increase your nation's trading capacity. Quay lại. Anh em, khôi phục nước Cộng hòa Thụy Sĩ đây. Chết rồi. Nếu không nhầm thằng này chiến tranh với thằng Pháp rồi. Khử chết nó đã. Mày. Vào tất cả các quân đoàn rút xuống Nam. Rút xuống phía Nam cho anh. Glorious Stamhot lên Glorious rồi. Nào. Cho tiếp quân đoàn này vào đây nữa. Giờ này thì cứ đánh auto được thì cứ auto đi. Nó không có cứu chỗ này của nó không có quân chỉ huy. Một quân đoàn nữa bị tiêu diệt. Úi dồi ôi. Cướp được tận 15.000 cơ mà. Thành này giao lại cho thằng Papan State này. À, vùng đất của giáo hoàng. Này thì giáo hoàng là đập luôn cả giáo hoàng. À ừ, đây nó là trò chơi thôi nhá. Các bạn đừng có nghĩ là mình điều đó. Nó đúng ở ngoài thật. Mình trò chơi thôi. Chứ còn bình thường ai đi đập giáo hoàng giờ. Lại cướp được thêm tiền rồi. Heroic Attacker. Tuyệt vời. Switzerland. Auf Position. Hay quá. Bereit für Befehle. Sieg. À rồi, khôi phục. Cộng hòa Thụy Sĩ lên đã. Ôi trời ơi, chết rồi. Khôi phục được Cộng hòa Thụy Sĩ lên rồi. Cho thanh niên ở đứng đây. Sĩ này thì chắc khả năng cao sẽ lại bị thằng Pháp nó pem. Thế thì bây giờ mình sẽ có lợi thế là mình sẽ cho quân đoàn đóng đây. Bây giờ lực lượng của nó ở phía Nam này không có này. Mình sẽ lợi dụng cơ hội đó tấn công từ hai cánh của nó. Một là các quân đoàn đổ bộ ở CC lên. Và các quân đoàn đóng ở đây xuống. Hiện tại thằng Pháp nó chiếm được cái vùng này, nó sẽ tiến đến đây. Nhưng mà nó bị kẹt lại bởi quân. Nhưng mà Bavaria khả năng sắp chiến tranh với thằng Pháp rồi. Mặc dù nó đang chơi nhưng mà sớm mới muộn thằng Pháp cũng đánh. Nhưng nếu thằng Pháp nó định đánh chiếm mình sẽ quay chặt nó vào đây luôn. Nhốt nó lại. Để an toàn thì bán vùng đất này cho thằng Bỉ. Này. Vùng này. Giao vùng đất đấy lại cho thằng Bỉ. Vùng này nó hoàn toàn không giáp danh với lãnh thổ chúng ta. Nó không thể tấn công chúng ta được. Pháp kẹt 4 quân đoàn đây rồi. Hai quân đoàn này chuẩn bị sẵn sàng này. Bereit für Befehle. Weitere Befehle für Befehle. Nachschub organisieren. Sir. Linke Seite. Sir. Marsch. Eure Befehle. Vorwärts. Marsch. Ja. Vorwärts für Krone und Vaterland. Thụy Sĩ thì chưa có đường biên giới với chúng ta sẽ cho đường biên giới ở phía Nam này. Khi chúng ta chiếm được tất cả cái vùng Ý này. Ra lại cho thằng Thụy Sĩ đó. Đây rồi. Các quân đoàn của mình bắt đầu tiến đến đây rồi. Người Pháp à? Chờ xíu. Đưa quân qua, đổ bộ. Đây rồi, Gerard von Busser đây rồi. Rồi, cứ bình tĩnh đi.
Chà. Sắp lại có những trận đánh lớn với quân Pháp rồi. Mình phải khử được thằng Pháp này, xong rồi đổ bộ đến đảo Anh nữa. À. Erwarten Befehle. Mal kệ nó. Thôi. Kinh nhỉ. Quánh mình trước à? Quân của mình thì đang bị thương vong. Kinh quá. Kinh quá. Rồi. Sao thằng Pháp nó cũng không chiếm cái thành này đấy nhở? Rõ ràng nó có đủ tiềm lực để chiếm mà. Hòa bình với Tây Ban Nha. Thực sự là mình chưa muốn. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Vấn đề là bây giờ mình làm nào hồi được quân của mình. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Mình làm thế nào để mình hồi được quân của mình bây giờ? Befehle, Captain. Offizier an deck. Đây rồi. Schiffsbefehle. Mang chiếc thuyền này xuống đây. Jawohl, sir. Hi, sir. Segel setzen. Phải phá hủy khả năng kiểm soát địa trung hải của thằng Pháp. Đây rồi. Một hạm đội nữa của Pháp ở đây. Ui, hạm đội này thì mạnh rồi. Ui, hạm đội này thì được đấy. Trận này chắc lại một trận thương vong nặng nề cho cả hai bên này. Pháp còn chiến tranh với ai nữa nhỉ? Rồi, chiến tranh với Bavaria rồi. Ôi, nó tiến sang tận đất của thằng Bavaria của mình rồi. Cổ thân Bavaria bị mình lôi vào cuộc chiến à? Đứng ở cái vùng này không hồi được quân. Dồn sâu quân Pháp vào khu vực này rồi chúng ta sẽ bao vây lại. Cấp lại vùng đất này cho thằng Bỉ. Như vậy là chúng ta sẽ nhốt tất cả các quân đội của các cái quân đoàn của Pháp vào khu vực giữa này. Nhưng vấn đề bây giờ nó áp sát lãnh thổ của mình ở phía trên rồi. Männer, vorwärts! Weitere Befehle? Marsch! Ja. Vây chặt lực lượng của Pháp đây. Weitere Befehle? Weitere Befehle? Bataillone bereit! Không có thằng nào đủ tầm bắn vây được cái thành của nó à? Vây chặt thành này của nó lại. Ôi, nó có pháo phản lực kìa. Belagerung wird fortgesetzt. Gớm thật mấy thằng Pháp này. Vorwärts für Krone und Vaterland. Rút tiếp các đơn vị này xuống. Thêm được thằng nào hay thằng đó. Để xem thằng Pháp nó sẽ trông đỡ kiểu gì nhá. Chắc chắn người Pháp muốn một giải pháp hòa bình. Chiếm được thủ đô của Bavaria.
there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Kinh nhỉ? Tiến quân nhanh như vũ bão. Confis cho thêm một tướng nữa cho nó rực rỡ. Sonst noch etwas? Bereit machen und Befehl erwarten. Truppen, vorwärts. Tiêu diệt cho đi. Siegreich und stolz. Mày chết. Thôi được rồi. Bereit machen und Befehl erwarten. Bereit machen und Befehl erwarten. Bereit machen. Ihr ergebenster Diener. Không cho nó chạy thoát. Der Sieg ist unser. Giờ này thì cũng không vội nữa. Cái vùng đất này mình giao cho thằng Thụy Sĩ. Rồi. Người Pháp à? Dạ. Sir. Sir. Đáng tiếc là bây giờ mà mình đánh sang đây thì lực của mình đuối nhỉ. Toàn Pháp mà vẫn còn đến mấy quân đoàn đây nhỉ. Nút tạo quân đến đây rồi. Một phục quân, quân của mình thương nặng quá. Người Pháp bị quay tròn đây rồi. Nó nếu nó tấn công thì nó chỉ lên được một quân đoàn ở trên này. Mình sẽ cho nó tiếp ở trên này. Đâu rồi, hạm đội phía Nam đâu rồi. Befehle erhalten und verstanden. Sang thuyền nào anh em. Linke Seite, Marsch. Rồi. Unterwegs. Đổ bộ lên đảo Sicin. Ô, thằng này đang hòa bình à? Đổ bộ lên đây đã. Chắc phải có hai hạm đội chứ một hạm đội làm sao mà giải quyết được vấn đề. Lượt này thì phòng thủ ngủ đã. Chào lên thuyền em ơi. Lên thuyền luôn. Còn lốt quân đoàn này nữa. Lượt sau. Đâu à? À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.